Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe touring dòng FCR 3001 của dòng thương hiệu Gian, rất là nổi tiếng rồi bác nhé. Vâng, bây giờ mình đã có thể đi trước chiếc xe Gian dòng touring FCR 3001. Vâng, xe có lớp sơn màu xanh lam, xanh biển. Đấy. Đây là một mẫu xe touring vừa đi đạp thể thao, đi dạo, rất là nhẹ nhàng cho các bác mới đi. Xe có thể đi được nam nữ, đều đi được mọi lứa tuổi. Xe nước sơn còn rất là khá và bóng và sáng. Tổng thể xe em đoán khoảng tầm 90%. Hầu như xe không có vết xước nhỏ, vết xước nào cả. Một vài vết xước, xước răm đi đi cũng là tránh khỏi rồi, nhưng không ảnh hưởng đến xe cả. Để bác xem xe còn rất là mới. Đây là lớp ni lông của nó, còn bên dưới còn xeo nhé, nó hơi bị bung lăng, vẫn để nguyên màu xanh xanh biển. Xe có size M, tức là có cao bác cao 1m65 1m75. Còn Gian touring đi rất là nhẹ nhàng, thể thao mà phù hợp với mọi lứa tuổi. Những bác đi dạo đường phố hoặc là đi những khu chung cư thì nên chọn mẫu xe này, rất là đơn giản và tuyệt vời. Còn touring của Gian, của Phúc về ghi đông chính hãng của Gian. Và bóng cao su của hãng Gian, đây là biểu tượng logo của Gian đấy bác quý vị. Sẽ được trang bị với bộ cấu hình Matroship. Hầu như những dòng touring của Gian đời FCR 3001 này đều sử dụng cấu hình Matroship, rất là nhạy, lên xuống rất là nhạy bén. Xe làm được từ hợp kim nhôm alloy kit, vẫn là hợp kim nhôm sơ nhẹ của dòng Gian, đặc quyền của Gian. Bác nào thích màu xanh thì không thể bỏ qua những mẫu touring FCR 3001 này được rồi. Đây là càng xe cũng là một kim nhôm, các bạn thấy rõ, nhìn còn rất là mới và sáng bóng. Đây là mã chính hãng của xe, bảo hành của Gian. Xe được trang bị với cặp Mayer nguyên bản chính hãng Gian, cũng là màu xanh, đã được nhấn vào xe vành và Mayer xe. Đây là Mayer trước của xe, đây Mayer sau. Và cái mẫu touring này được nâng cấp hơn phiên cũ là phanh đĩa so với phanh V của thường của dòng FCR phiên bản thường. Bên này là phanh đĩa đây, phiên bản cũ hơn thì đó là dùng sử dụng phanh V. Và các vành của chính hãng Gian đó bác nhé. Đây, vành và Mayer chính hãng Gian, lốp 700x32, lốp touring dòng cao. Đây lốp còn rất là khá là mới, dòng này đi rất là nhẹ nhàng. Giá bình nước màu xanh cũng là theo xe luôn. Xe được trang bị với củ đà Shimano Tuley TX, trang bị với 8 tầng nít của Shimano và 3 đĩa sử dụng của xe 24 tốc độ. Mayer sau cũng là chính hãng của Gian các bác nhé. Mayer ở vành sau, đây các bác thấy rõ chính hãng nguyên bản theo xe của Gian. Bộ được sử dụng bộ phanh đĩa Techo đời mới. Cốt yên và yên xe của chính hãng Gian đây bác nhìn thấy rõ đấy, cũng là một màu xanh điểm nhấn và những cái điểm chỉ nhỏ. Xe rất còn rất là mới. Và sau đây mình đi chi tiết vào bản thảo xe.
Đó, bây giờ đi chính thức hoạt động con xe. Lên lip. Chuyển động rất là nhẹ nhàng. Cái dòng tua đinh này thì đi khá là yên tâm các bác nhé. Không biết. Có thể đi rào đường phố, có thể vượt nhẹ nhàng đúng khu chung cư hoặc là đường phố. Lên đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là ngoan. Màu xanh nước biển, dòng tan FCR. Mẫu mới hơn so với phiên bản cũ là phanh V. Được sử dụng xe đời mới, được sử dụng bộ phanh đĩa Petro FCR 3001 size M. Nhiều cao 1m từ 1m65 đến 1m75. Dòng tua đinh đi nhẹ nhàng. Vừa nhẹ nhàng đi vào thể thao, có thể đi dạo được, dạo phố. Vâng, em vừa anh đã tổng thể xong chiếc xe Gian FCR 3001 được nâng cấp hơn so với bản cũ là được bộ phanh đĩa của Techo. Xe có giá bên em rất tốt là 5.9 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 ở bên YouTube tìm nhấn Kim Xe Đạp theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.